xem là cái app đấy là cái app nào. App Áp Heroku gì mà. vậy? Cái Heroku mà. Đây đây Cái kia em gửi là Let Defy, Let Defy là của thằng Funland rồi, đâu phải là thằng Heroku đâu. Cái link em gửi là link của Funland chứ không phải là link của backend. Anh đang muốn lấy API của bên backend cơ. Để anh dùng Funland anh ghép với em. ủa, anh ơi cho em hỏi xíu là bọn mình không ghép cho local nữa anh. Ghép được trên local em. Nhưng mà anh muốn anh ghép từ xa với cả thành luôn. À vâng. Hay là bây giờ bọn em muốn muốn anh ghép local trước. Thế là anh ghép local trước đi anh, xin Ờ anh rồi 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 ghép rồi thế thì thế thế ông thì mời tôi ghép local trước đi. thế thì anh ghép local trước nhá. Rồi Vâng anh vâng ghép với thành sau nhá. vâng. Rồi local thì anh phải tải lại cái bản anh mời anh theo gì cái bản trước này. Có nên là hắn có nó bị chia anh ơi. Sai em, nó bị chia à? Đó nó bị chia rồi. Được chưa em? Nó vẫn chia anh ơi. Nó Nó chia vẫn còn chia đâu. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. được rồi. Mở lại cái dự án nó trước anh làm. Đây đúng dạng này rồi. Đấy, test comment lại nha. Anh sửa cái API này đi.
API nó đang hơi dài lòng ngoài. Anh có thể bỏ API AUTH này đi. Điểm set. Anh zoom màn hình anh to lên luôn. Vẫn chia làm 4 á. Đâu đâu có chia đâu. Anh ghim, anh ghim cái màn hình cũ anh. Chia là do bên em ấy, bên em chứ không phải bên anh đâu. Anh ghim vô. Anh đã vô cái màn hình của anh đó, xong mà anh thấy cái ghim màu. Nó cái ghim á. Ghim. Rồi, ok. Rồi, bây giờ anh test test lại này. Bây giờ anh chỉ có cái setup vào đây thôi. Rồi vẫn ok đúng không? Usulem là tồn tại rồi đúng không? Cái Usulem trước anh tạo rồi này. Em my acid này đúng không? Với success này. Và bây giờ anh đổi lại một số cái này này, anh sẽ đổi lại những cái string dài này, chỉ đổi lại thành một cái gì đấy nó ngắn thôi, để trên trên frontend anh có thể bắt được cái string này để anh validate. Ví dụ như đoạn này anh chỉ trả về một cái là lâu sơ thôi. Đoạn này anh sửa lại là lâu email này thôi. Còn dưới này ví dụ như đoạn clip thành công này anh chỉ trả về một cái là yes thôi. Yes. Đấy thì để ghép giữa hai nền tảng với nhau ấy, hai cổng với nhau ấy, thì ở backend bao giờ mình không được quên cái này này. Sau này có thể đi phỏng vấn họ sẽ hỏi là ghép hai nền tảng với nhau thì cần cái gì, thì mình cần cái annotation là cross origin. Đấy, cross origin và origin bằng sao. Đấy, tức là cổng nào cũng thể truy cập được với nhau. Đấy, cần cái annotation là cross origin ở bên backend nhá. Bên Java lúc nào cũng phải cần cái này này. Ngoài cái hai annotation cần thiết của controller ra thì có phải thêm một cái annotation nữa là cross origin. Rồi bây giờ anh chạy lại tiếp, chạy lại server này. Cập nhật code xong mình chạy lại nhé. Bây giờ anh tải một cái bản Angular 14 này nhé. Angular 11. Thank you.
Rồi anh dùng cái tô anh mở ra nhé. Cái luôn cái API lúc gì nữa. Rồi, mình sẽ run là cái máy intro đi. Rồi anh em nhớ là muốn ghép lối thì phải thông qua backend thì có cần crawl login nhá. Nhưng phần em thì lát nữa mình sẽ tạo ra một cái service và khai báo HTTP client vào. Ngoài ra ấy, mình muốn ghép nối giữa dữ liệu giữa hai bên ấy, thì mình sẽ tạo ra một cái model ở bên frontend. Tạo model ở bên phần frontend. Model của nó là một cái file TypeScript. Một cái class TypeScript. Thì cái này cũng hoặc là có thể mình có thể dùng interface nhé, thì mấy em có thể đọc thêm về interface của thằng Angular. Thì anh thì thích dùng class hơn bởi vì nó giống với Java, nó có thể dùng constructor được, còn interface thì sẽ không có constructor. Dùng class thì mình có thể khởi tạo đối tượng mới được, còn interface thì nó không, nó vẫn có thể là ghép nối dữ liệu được giữa frontend và backend nhưng mà nó khác, cái này nó không khởi tạo đối tượng mới được. Là anh thích dùng cái class hơn. Thì tạo ra cái model của bên Angular ấy, thì các trường ở trong model nó cũng sẽ phải giống hệt với các trường mà mình truyền dữ liệu xuống ở bên Java. Ví dụ như là ở bên backend của mình đang truyền vào là đoạn script mình đang truyền vào CSS form đúng không? CSS form nó có những cái trường như là name, username, email và password, role. Thì ở trên Angular này mình cũng phải tạo ra những cái trường tên name giống hệt như này. Tức là những trường thuộc tính nó phải giống hệt như thế này thì mới có thể map dữ liệu với nhau được. Bỏ anh ơi, giải thử mình có anh hả? là mình có kho điện hay mình có bắt em trước? Ở backend bao giờ phải làm trước em, API bao giờ phải có trước, frontend có sau.
API mình bắt đầu phải viết trước. Tại vì API nó trả ra data, còn bên bên frontend là nó diễn lại cái data đấy của bên phần bên backend mà. Một bên như kiểu nó vẽ lại những đối tượng ấy, còn bên kia nó chỉ trả ra những đối tượng thôi. Còn bên là nó vẽ lại đối tượng đấy cho nó đẹp. Bởi vì thực chất cái API nó sẽ trả ra kiểu dữ liệu JSON, mà nó sẽ trả ra kiểu dữ liệu JSON như này. Ví dụ như em get list ra thì nó thường nó trả ra một cái dữ liệu JSON như này. Ở trong này nó có thể có các thuộc tính ở bên trong nó bằng như này, thì thằng API bây giờ nó trả ra kiểu dữ liệu như này, thì thằng frontend nó chỉ nó bắt được cái data này rồi nó diễn lại thôi đẹp không, đơn giản vậy thôi. Thực hiện còn lâu phết. Tại vì em có cái em đang có cái bữa em nói anh là em có cái kho đẹp của nó rồi, nhưng mà cái bắt hẹn cho em tìm vô em thấy nó có rối quá, em cũng biết bắt đầu đâu luôn. Nhưng mà em định hỏi anh là thay vì mình chạy thì mình nhìn cái kho đẹp của nó, mình có lại nó có chức năng gì á, thì mình có cái bắt hẹn vậy xong rồi mình lấy kho đẹp của mình test luôn, mình khỏi cần phải test bookman. Không, thường thì họ viết API thì họ vẫn phải test postman trước, sau đó bắt đầu mới ghép dữ liệu sau. Tất nhiên là sau này em làm quen rồi thì em có thể tắt qua bước postman, nhưng mà nhiều khi mình vẫn phải dùng đến postman. Bởi vì sau này có thể là em đi làm thì em làm độc lập backend riêng mà frontend ghép sau mà. Thì lúc đấy em chỉ có dùng postman để test thôi. Là lúc trước anh chạy ở trung tâm á là anh vẫn chạy bắt đèn hết luôn xong anh mới chạy qua này nè. Ở cốt gym chỗ anh ấy thì là giảng viên đa số đều phải biết cả hai rồi thì mới được nhận vào làm giảng viên. Không không, ý em á là trong lúc mà anh kiểu là anh làm dự án với là kiểu là là học trò anh á, thì kiểu là anh làm con này với bắt đèn song song luôn, hay là như kiểu là ở bên khu gym cho anh ấy thì sẽ dạy chia thành từng module. Đến module dự án thì các bạn mới bắt đầu mới ghép hai cái nền tảng với nhau. Còn ví dụ như là module 4 thì chỉ học chuyên về backend thôi. Module 5 thì học chỉ chuyên về frontend thôi. Đấy. Thì xong bắt đầu đến module cuối là module dự án thì các bạn bắt đầu mới ghép frontend với backend thành một dự án. Ra học như thế nó kéo dài thời gian ra thôi, chứ còn mình học kết nối song hành này nó dễ hiểu hơn, mà học song song này dễ hiểu và nhanh hơn, mình không cần phải tốn thời gian như vậy. Quên, đáng nhẽ cái này anh phải tải từ trước nó lâu.
anh deploy được front end lên là có một sản phẩm rồi, thì thầy giáo yêu cầu em cần đưa cái sản phẩm ra là bảo là em đã làm được một sản phẩm rồi mà, Vâng. hoặc là em deploy một cái Angular nào đấy lên đến ai cũng là một sản phẩm rồi, một sản phẩm game rồi nhá. Quá nhỉ. Ờ, để anh ngừng xe màn hình có khi nó nhanh hơn đấy, anh ngừng xe một lúc nhé. Vâng.
Rồi, sau anh sẽ tiếp nhé. Bây giờ mình Rồi. chạy, LS trừ O này. Anh tắt xe mà anh xíu đi thôi á, chạy đó, chạy lâu lắm á. Rồi. Để em xem mà thằng ra bỏ anh này xíu. Rồi. Anh thấy màn hình chưa? Ừ, anh thấy rồi. Đây là cái đồ chết của cái khóc khi mà đã là cái đồ chết này nè. Ừ, rồi Đó anh. là bây giờ nó có phần này sẵn hết rồi. Ừ. Là nó có là cái dựng sẵn hết luôn rồi. Giờ em chỉ có việc là giờ em dùng cái hàng này Ừ. nè, em test thôi, em test cái hàng bắt em cho nó. Ừ. Nhưng mà cái hàng này chỉ có biết em đang bị kiểu là bị giống chân cái chỗ mà nó ở cái chỗ thì bôi tôi nè, nó biết theo kiểu là query của thằng SQL á. Em phải dùng query của MongoDB thì cái chỗ này em chưa làm được, mà cái chỗ đó từ từ em mò cũng được. Nhưng mà cái chỗ này với bộ như á, mình không muốn cái bóp mẹ anh thì mình dùng thẳng luôn cái con này của nó, mình test luôn được đúng không anh? Ừ, được được Đây là em có nguyên em có sổ hết luôn rồi nè, được nhưng mà tới giờ em chưa có biết là nhìn ở đâu thôi, em rồi chưa biết là nhìn. thì em sẽ học qua một vài bài nữa thì em sẽ hiểu luôn, À vâng. em học qua vài bài ăn vừa là nữa em hiểu luôn. Dạ. Ừ. Ở sao em thấy cái thằng phone này em thấy cấu trúc file nó giống như thằng Java luôn. Đúng rồi, nó cũng có các constructor như kiểu Java mà class như Java. Vâng, nó có entity, nó có DTO nữa. Tổng nó chỉ có giao diện thôi chứ. Nói chung là đấy là do cái cách mà họ tổ chức code thôi để cho nó giống với Java thôi, chứ thực chất thì nó cũng không giống lắm. Đấy là Vậy họ tổ anh. họ tổ chức code lại như vậy thôi. Vâng. Ủa anh, cái tổ chức mà của Angola vậy anh, sau này đi làm người ta có tổ chức chứ nhẹ không anh? Mình cũng sẽ làm theo mô hình MVC thôi em. Vâng. Cứ làm áp dụng mô hình MVC và làm. Nó cũng có service, cũng có model và cũng có gọi là các component thì gọi mình gọi tắt đấy là view. Vâng. Đấy, thì nó cũng làm theo mô hình MVC thôi. Rồi xe rồi em. Rồi.
Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái tầng modal nhé, cũng làm theo mô hình MVC thôi, tạo ra một tầng modal để ghép nối backend. Vâng. Thì coi như cái tầng modal này tầng liên kết với database của bên backend nó cũng vậy. Thì thường mình sẽ tạo ở dưới cái app này. Đấy, tạo dưới cái thư mục app này. Chứ không phải tạo từ src nhé, tạo từ app nhé. Không là làm tạo từ app. Đấy. Ví dụ mình tạo một cái folder là modal ở đây. Thì mình sẽ phải chuột vào chỗ app này. New chọn directory. Đấy, mình đặt tên nó là modal. Đấy, thì nó sẽ ra một cái folder modal như này. Thì mình sẽ tạo modal thì mình tạo bằng tay thôi, không phải tạo bằng lệnh. Tức là nó là cái file tag grid thông thường. Thì mình sẽ phải chuột thẳng trực tiếp vào modal này. Mình chọn new và chọn tag grid. Ngoài ra thì nó có thể là interface. Thì mình anh hay dùng class thì mình tag grid, ví dụ như là thằng bên kia anh truyền vào CF form, bên này cũng là truyền vào CF form. Bên này cũng là CF form. Anh tạo ra một cái class bot, nó cũng gần giống như class của Java nhưng mà nó là export class. Bên tag grid nó là export class. Như này. Lại sai form nó đang treo rồi. Thì trong này nó có những cái thuộc tính giống hệt với cả cái bên sai form của thằng Java. Đấy, thằng sai form có gì mình điền hệt giống giống như thế này đâu. Đây thằng sai form nó có những trường như nào mình điền hệt như vậy. Tất nhiên là cái cú pháp của bên này nó sẽ ngược bên Java, lên nó sẽ viết trước, lên xuất trình đằng sau, kiểu xuất trình đằng sau như này. Usale cho chị email email cho chị password cho chị. Riêng thằng role nó là kiểu mảng, nhưng mà kiểu mảng ở bên này nó đang như này, searching mảng như này, nó hiểu là kiểu mảng cho chị. Ngoài ra nó cũng có constructor, thì mình phải gõ constructor, nó không có phim tắt, phải gõ constructor này. Đấy, thì nó hiện ra constructor như này, mình cũng điền vào các trường như kiểu là Java thôi. Đây string này, usale string email string, phải có constructor thì mình mới khởi tạo được đối tượng password string. Đấy, ở dưới này cũng có những thằng như là this lên bằng lên. Usale bằng usale, nó không khác gì cái viết của Java cả. Git.email bằng email. Git.password bằng password. Đấy, riêng cái thằng role này á, mình muốn tạo ra thằng nào thì mình sẽ chuyển thẳng vào. Ví dụ git.role, ví dụ anh muốn tạo ra một thằng admin thì anh chuyển thẳng vào đây admin. Còn anh muốn tạo ra thằng user thì anh sẽ chuyển đây là user. Đó. Thường thì mặc định mình sẽ để là user. Ngoài là mình muốn tạo ra một thằng admin trước chẳng hạn thì mình sẽ để là admin. Đấy, thế là mình xong cái sign up form rồi. Thế là xong cái module nhá. Bây giờ mình sẽ phải tạo ra service. Thì anh em nhớ cái lệnh tạo service là ng rf và tên của service. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo ra service. Thì mình sẽ tạo ra một cái folder service thôi. Cái bên Java nó là package, thì cái này nó là directory gọi là folder. Đấy, thì mình tạo giống mô hình như MVC thôi, tạo ra một cái service. Đấy. Thì mình muốn tạo service ở đâu ấy thì mình sẽ phải thực hiện lệnh ở đấy. Mình muốn thực hiện lệnh ở đâu ấy? Ví dụ như mình muốn thực hiện lệnh ở xe hay là thực hiện lệnh ở service thì mình sẽ phải chuột trực tiếp vào service. Đấy, phải chuột trực tiếp vào service này. Xong nó có một cái gọi là open in terminal thì nó sẽ terminal trực tiếp từ cái thư mục đấy. Đấy. Đấy, terminal trực tiếp từ thư mục. Thì anh em nhớ cách tạo nhá. Đấy nhà ai hỏi gì nhỉ? Alo, có ai hỏi gì sao? Anh Hạnh bị cái gì đúng không? Không nghe rõ. Không. Ờ, rồi, tiếp tục nhá. Không nghe rõ. Ừ. Không, tiếp tục ạ. Bây giờ nha, muốn tạo ở đâu thì mình phải chuột trực tiếp vào cái folder đấy đúng không? Phải chuột trực tiếp vào không. Service.
chọn Open in Terminal, Open in Terminal thì nó sẽ là tạo trực tiếp từ cái thư mục đấy. Và bây giờ mình gõ ví dụ như là tạo ra lệnh service sẽ là glgs, s là chữ viết tắt của chữ service, hoặc mình có thể viết hẳn noi hẳn ra là service cũng được đấy, thì mình chỉ viết tắt thôi glgs. Xong rồi tên, ví dụ là thằng form login nó hay đặt là auth, nó là auto rồi auth, thì mình chỉ cần gõ này thôi thì nó sẽ là tạo ra một cái service. Đấy, sau khi chạy xong nó sẽ hiện ra một cái service ở trong cái mục service này, nó hiện ra này. Đấy, service thì nó cấu trúc chỉ gồm hai file như này thôi, thì mình sẽ viết code ở file dưới này thôi, còn file trên này mình không cần để ý đâu. Đấy, viết code đây, nó có một cái constructor và một cái class như này. Bây giờ mình sẽ tạo API đó, mình sẽ lấy ghép cái API vào đây đó. Thường thì API mình sẽ khai báo để tận dụng lại, thì hay khai báo ở trong environment này, chỗ environment product này. Đấy, mình sẽ hay khai báo ở đây, đặt một cái API local đi, nó sẽ có API server và API local. Thì API local bằng này, mình sẽ lấy cái API lên, ví dụ như là nó sẽ là API localhost đó, thì mình sẽ lấy đoạn localhost này thôi để mình tận dụng lại này. Đấy, mình sẽ cho vào đây. Vậy kiểu này kiểu JSON nhưng nó là 2 chấm. Đây mình sẽ khai báo một cái biến API local để mình gọi, tí nữa mình sẽ gọi lên, mình chỉ việc cộng cái link CSS vào là xong, hoặc là cộng cái sign là xong, mình chỉ cần lấy cái biến này mình cộng với cả cái chuỗi đằng sau là xong. Vâng vâng. Đấy, thì mình khai báo một cái đường dẫn ở đây, sau đó mình quay lại service nhé. Đấy, thì ở đây ví dụ như là mình sẽ phân ra hai cái, em comment một cái là API local này ha, sau này mình sẽ có API server nữa, thì mình để một cái dùng để local để test API local này ha. Đấy, thì mình sẽ khai báo một cái biến private là API up ở đây. Đấy, thì sẽ bằng là bây giờ mình sẽ gọi cái biến environment mình vừa khai báo lên đúng không, environment đấy mình đặt trong environment product đúng không, đây product đây. Đấy, mình chấm đến cái biến local vừa lấy mình khai báo này, tức là mình lấy cái đường link localhost 8000 thôi. Đấy, sau đó mình sẽ cộng cái chuỗi, cộng vào cái CSS vào là xong. Đấy, thì mình sẽ lấy được cái API CSS đúng không, khi muốn lấy sign thì mình chỉ cần cộng cái sign là được. Đấy, thì cái quan trọng thứ hai là mình sẽ phải khai báo một cái con, một cái HTTP client ở đây này. Thì kiểu khai báo của nó sẽ đọc private này, đằng trước sẽ là biến, đằng sau là kiểu dữ liệu này. Cái gì vậy nhỉ, có phải gì không? Rồi đây thì sao anh thấy có nhiều đồ đây, mình sẽ phải tìm đúng cái HTTP client angular common này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ phải viết một cái hàm ở trong service này, phải viết một cái hàm, thì quy trình của nó sẽ là lấy copulant từ cái tên, sẽ tạo ra một cái copulant, copulant sẽ gọi đến cái hàm này để lấy API, sau đó hứng dữ liệu ra, rồi lát nữa viết sẽ hiểu đoạn đấy. Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm setup vào đây, setup. Đấy, bây giờ mình sẽ cho kiểu dữ liệu của nó là setup, thì cái kiểu dữ liệu của nó chính là cái setup form, setup form chuyển vào đây. Rồi mình có một cái gọi là observable, observable của Angular. Observable này nó là cái hàng chờ, ví dụ như là khi mà data nó gửi vào đây ấy, nó sẽ chờ, thì khi mà chờ thì nó sẽ được truy xuất ra bởi một cái phương thức là subscribe. Khi subscribe thì nó mới bắt đầu nó truy xuất dữ liệu ra, thì khi mà AI nó chạy vào đấy, lúc nào nó có một cái hứng observable để nó hứng dữ liệu. Đấy, thì kiểu có thể là mình đặt định kiểu cho nó chuẩn cho nó, hoặc là kiểu any trong thằng Angular là kiểu nào cũng được. Đấy, thì cái kiểu any này là kiểu gì cũng được này.
đấy, nếu mà mình rõ ràng kiểu nó thì mình có thể định kiểu nó là size form hay gì đấy, hoặc là mình không biết kiểu nó là như nào cho chuẩn đấy thì mình cứ để any cũng được đấy, để any này đấy, xong cái hàm này phải return, return thì nó là cái hàm bên chỗ API nó là post, thì bên thằng frontend này cũng phải là post đấy, thì nó có thằng zip.http đấy, lấy gọi lại cái biến này này, zip.http này của thằng http client chấm post đấy, thì bên kia là post, bên này cũng là post, thì trên kiểu trên kia trên observable mình để là any, thì chỗ post này mình cũng sẽ truyền vào là any như này. Nhưng ngoài ra mình sẽ điền API xuống, điền cái API này xuống, chỉ chấm API xuống đấy, xong mình truyền thêm cái đối tượng này vào, mình thêm cái setup form này vào, setup đằng sau là setup. Ok, như vậy là xong cái hàm ở trên service đấy, là một quy trình này đấy. Service bao giờ mình cũng sẽ khai báo API của backend vào này, sau đó khai báo một cái constructor là HTTP client này đấy, từ HTTP client mình sẽ viết một cái hàm để mình tạo, để tạo hoặc là ví dụ như là lấy dữ liệu thì nó sẽ là get, nó cũng như là REST API thôi, thêm sửa xóa, còn nó cũng sẽ có post put delete đấy, nó cũng đầy đủ post là post put này, nó cũng có delete đấy, nó cũng như là REST API thôi đấy. Thì ở đây đang tạo thì là post rồi, xong sau khi mình tạo xong service thì mình sẽ tạo ra Kubernetes. Đấy, thì tiếp theo là mình sẽ học lệnh là tạo ra Kubernetes. Thì cái tốt nhất là mình nên nên gộp cái form login vào thành một cái folder login, bởi vì nó có liên quan đến register và login nữa. Thì mình tạo ra một cái form login này, form login. Đấy, tạo ra một cái thư mục là form login. Thì trong này mình sẽ tạo một cái Kubernetes register ở trong này. Thì ngoài ra nó còn có Kubernetes login và Kubernetes profile nữa. Mình biết sau, bây giờ mình sẽ tạo cái Kubernetes register trước. Thì cũng như là cái service thôi, mình tạo ở đâu thì mình phải terminal ở đấy, thì cũng phải chuột vào form login và open in terminal tại đây đấy. Nhưng mà anh em lưu ý là mình terminal từ cái thư mục con ấy, thì sau này mình đẩy git thì mình nhớ phải terminal từ thư mục gốc, mình sẽ phải quay lại open in terminal từ thư mục gốc, không thì khi mà đẩy code ấy, cẩn thận là nó, nếu mà anh em mà đẩy từ thư mục con ấy thì nó chỉ đẩy code từ cái thư mục con lên thôi, còn cái thư mục từ ngoài là nó sẽ không đẩy được. Đấy, lưu ý phần đấy nhé, khi mà mình đẩy code lên git ấy, thì mình sẽ phải quay lại thư mục gốc, mình open in terminal từ thư mục gốc đấy, thì để lấy để đẩy hết toàn bộ code lên, lưu ý đoạn đấy nhé. Còn khi mà tạo tạo trong thư mục con ấy, thì mình sẽ phải chuột vào thư mục con, tạo ở đâu thì open in terminal ở đấy, đấy open in terminal tại đây đúng không. Bây giờ anh cái lệnh thứ hai mà hôm nay mình học là lệnh tạo Kubernetes đúng không, lệnh vừa là lệnh service rồi, là gs tên là lệnh tạo service, lệnh thứ hai là lgc cộng với tên thì chính là lệnh tạo ra Kubernetes. Mình gọi này là lgc register đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái Kubernetes register đấy. Thì thành phần Kubernetes của thằng register này nó sẽ đầy đủ bốn cái thư mục như thế này, bao gồm này ts này, tigrip tức là tigrip, ngoài ra thì nó sẽ có một cái thư mục để viết html và một thư mục để viết css đấy, nó thành phần nó. Còn cái này mình không cần quan tâm, mình có thể là lúc tạo mình có thể trừ đi cái lệnh được, cái này nó như kiểu một cái thư mục để giống như kiểu test của thằng Angular, test của thằng Java ấy, thì cái này nó là test của Angular, thư mục này tạo ra để test thôi đấy. Thì mình sẽ quan mình chủ yếu viết code ở ba cái thư mục này thôi. Rồi thì trước khi mà mình vào viết code ấy, thì anh nói qua một chút về cái Angular Material. Thì mình muốn lấy code của thằng Material thì mình phải vào trang của nó để mình lấy code đúng không? Thì anh em phải vào đây, anh em mình gõ là Angular Material. Đấy, ngoài ra có một cái trang Angular nữa là Angular IO. Angular IO là Angular thường. Thì có thể là nhiều cái code mình vẫn phải viết kết hợp cả Angular thường và cả Angular Material. Bây giờ chủ yếu người ta sẽ dùng Angular Material nhiều hơn. Đấy, có hai trang, một cái trang là Angular IO này, một trang là Angular Material. Đấy, thì mình sẽ gọi là Angular Material ở dưới này đúng không? Trang này đang được trang là Google nó đang phát triển này. Đấy, thì nó giao diện nó giống hệt cái giao diện của mình đúng không? Ừ. Đúng không?
thì mình sẽ vào cái covalent để mình xem code. Đấy, ví dụ như là mình muốn tạo ra một cái form reiter thì nó thường sẽ là rơi vào form field. Mình sẽ tìm ở trên này có những cái gì hợp lý với mình cần thì mình lấy. Ví dụ như nó là form field chẳng hạn. Đấy, ví dụ form field. Giả dụ như anh lấy cái hình ạ. Đây giả dụ như anh lấy cái thứ ba này để anh tạo ra cái form reiter đúng không? Anh lấy cái thứ ba này thì anh muốn xem code cái thứ ba này như thế nào. Mình ấn vào đây, ấn vào cái khung nhọn này, ấn vào view code này. Thì chuột nó ra view code này. Đấy. Thì nó đang là cái thứ ba này đúng không? Hai, cái thứ ba. Rồi cứ copy vào đi xem nó như nào nhá. À thì khoan đã. Phần này anh nói đang vẫn bị thiếu. Thì mình muốn đưa cái thằng reiter, covalent reiter lên ấy. Thì quy trình nữa là mình phải nhớ đó là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái NAT3, cái giao diện của anh đang như thế này đúng không? Anh muốn đưa cái reiter vào đây đúng không? Thì nó đang nằm ở trên NAT3 đúng không? Thì mình sẽ phải viết một cái thẻ A ở đây. Đấy, reiter đây. Sau đó mình sẽ phải làm nào để router link được đến cái covalent reiter của mình. Rồi thì cái bước đấy sẽ làm như thế này. Mình sẽ quay lại NAT3 đúng không? Mình tìm thanh NAT3 nó nằm ở đâu. Mình có thể search trực tiếp ở trên này. Này. Đây là home, đây là xe, nó nằm ở xe này. Đây, NAT3 đây. Đây mình sẽ quay lại NAT3 này. Đây mình có một cái thẻ A đây đúng không? Cái thẻ A này là thẻ audio này. Đấy, mình copy ra một cái thẻ khác. Đấy, mình đổi tên cái này là Reiter đi. Reiter. Đấy, bây giờ mình quay lại giao diện xem nó thay đổi nhau nhé. Đấy, thì nó xuất hiện một cái Reiter như thế này. Đấy, sau đó mình muốn click chuột vào đây để nó chuyển đến covalent reiter của mình ấy, thì mình sẽ phải có một bước nữa. Đấy, anh có thể bỏ cái ảnh này đi, cái ảnh này nó bị trùng lặp cái kia thì anh bỏ đi nhá. Anh em muốn thêm ảnh anh em hoàn toàn có thể xem cái ảnh vào đấy, hoặc là anh em có thể thêm mắt icon vào, thì tùy cái thiết kế giao diện đấy là tùy mình làm nào làm thôi. Thì quan trọng nhất vẫn là chạy được chức năng. Giao diện thì thích vẽ nào thì vẽ thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ phải làm thế nào để ấn vào reiter này để gọi đến cái covalent này. Đấy, cơ chế của thằng là click vào đấy phải gọi đến một cái covalent nào đấy thì nó gọi cái đấy thông qua cái router link này. Đấy, cái router link này chính là cái router link này. Thì muốn gọi đến covalent đấy thì mình sẽ phải xuống app module này, mình khai báo một cái path ở chỗ app router này. Đây có kiểu là app router trong cái ngọc nhọn này. Đấy, mình sẽ khai báo ở trong này. Đấy, ví dụ như ở đây nó khai báo path rỗng covalent home covalent, có nghĩa là nếu mà chỉ cần vào chuột thôi là nó sẽ trỏ vào cái covalent home covalent. Còn bây giờ mình sẽ để cho nó trỏ vào cái covalent reiter thì mình sẽ khai báo một cái path ở đây. Path này thì mình đặt tên nó là reiter chẳng hạn. Reiter như thế này. Sau đó mình covalent. Thế mình muốn trỏ đến covalent nào thì mình sẽ có trực tiếp đến covalent đấy. Mình vừa tạo ra một covalent reiter đúng không? Thì mình sẽ trỏ trực tiếp đến covalent reiter. Còn cái data này thì chỉ là cái chú thích thôi, không ghi cũng được. Mình ghi vào cho nó giống cái trên. Title reiter. Đấy, ở chỗ này có phải dấu phẩy đấy nhá. Đấy, cú pháp nó như này. Đấy, sau khi mình khai báo ở dưới app module xong, mình sẽ quay lại chỗ NAT3 này. Chỗ NAT3 này mình muốn trỏ được đến thì mình sẽ cho vào đây là reiter thôi. Reiter. Đấy, nó trùng với cái tên mà khai báo ở dưới này này. Trùng với cái tên khai báo ở dưới app module này. Đấy, reiter này. Nó trùng với cái tên này. Đấy thì bây giờ anh quay lại giao diện anh ấn thử nhá. Bây giờ anh cho cái thẻ H1 reiter cho to ra, nhìn nó dễ. Đây anh cho đây thẻ H1 đấy. H1 này. Anh, nó bị vướng cái lát bà này, BR xuống cho nhìn nó dễ. BR. Đấy. Bây giờ anh thử ấn giao diện nhá. Đây anh ấn vào reiter à. Đấy, thì anh em thấy nó gọi đến covalent reiter chưa? Ừ. Anh em thấy chưa?
đấy đấy là cái cơ chế để gọi nhá, để chuyển chuyển trang nhá, ấn register này nó sẽ gọi đến cái covalent register này đấy, thì thông qua cái thứ nhất là nó thông qua cái thằng router link đấy, router link để chuyển này, và router link này phải suột đến cái bạc này, khai báo ở dưới app module suột đến cái bạc này đấy, bạc register này, vậy phải đúng cái tên của nó này, register đấy, thì mình có thể bỏ suột đi cũng được, chỗ này anh có thể là bỏ suột đi này, chắc nó vẫn nhận đâu, anh bỏ suột đi nhá, anh quay lại home này, anh nhấn vào register đấy, nó vẫn nhận thôi nhá, bỏ suột hay là có suột nó vẫn nhận đấy, vẫn đến register được này đấy. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là đi vẽ lại cái công lần này thôi, thì register nó cần những trường gì thì mình sẽ vẽ lại cái công lần register này thôi đấy, mình sẽ vẽ bằng cái giao diện của thằng Angular Material đấy. Thì bây giờ anh sẽ lấy thử một cái này chẳng hạn, ví dụ anh lấy thử một cái này Matform Field này nhá, anh copy, copy anh vứt thẳng vào cái HTML của thằng Reader. Bây giờ anh thay hết vào này nhé. Đấy, vứt thẳng vào. Thì nó báo đỏ này, cũng nghĩa là mình đang thiếu thư viện này. Thì mình cần an enter, cũng như ở add thư viện của thằng Java thôi. An enter thì nó sẽ tự động import thư viện này. Đấy, nó sẽ import thư viện xuống app module. Đây nó tự có cái mark from field này, nó yêu cầu phải import mark from field xuống này. Mark from field. Đấy, thì nó sẽ import một cái thư viện xuống app module. Nó sẽ import xuống dưới này này, mat form field đó, đây mat form field đây, nó sẽ import tự động import thư viện xuống đây đấy. Thì sau khi mà import thư viện này thì mình sẽ quay lại, thiếu cái gì đó. Mat form field này liệu có phải mod không thiếu này không? Chúng là mod không thiếu module mà, có lẽ là thiếu một cái mod input, mod mình thử khai báo thêm một cái mod input đây, mod input, mod input module, khai báo thêm cái này nhá. Tự động reload lại nhỉ. Rồi đây, à nó đang bị chắn em, nó đang bị chắn bởi cái lát ba. Rồi bây giờ mình sẽ làm giống Facebook nhá. Đây nhá, bây giờ anh sẽ quay lại Facebook á, mình sẽ làm giống giống cái giao diện của Facebook. Nó đang bị chắn. Đây bây giờ anh em xem giao diện của Facebook nhá. Đây đoạn này anh bây giờ xuống anh em sẽ nhìn thấy không? Đây cái này. Register. Bây giờ. Đây anh dẫn xuống này. Quay lại giao diện này. Đấy, thì cái một cái form giống hệt như cái thằng form của thằng Angular Material đúng không? Đây, giống hệt chưa? Đây, chúng ta cái form của nó đây đúng không? Đây đang lấy, anh đang lấy cái này này. Đấy thì mình sẽ được một cái form giống này cho nó. Đây mình sẽ tạo như này để tạo các trường thôi. Thì bây giờ mình sẽ có một cái đoạn mà mình vẽ giao diện giống như Facebook để nó không bị vỡ giao diện. Đây ví dụ như thằng Facebook nó đang làm như này. Đây Facebook bây giờ nó cũng có một cái khoảng trắng như này. Anh em để ý cái giao diện của thằng Facebook nhé. Đâu vậy? Đây, nó bao giờ cũng có một cái khung trắng như này. Khung trắng này có tác dụng gì? Khi mà responsive lại thì nó sẽ không bị vỡ giao diện. Thì nó chạy trên nền tảng nào nó cũng chạy được. Di động hay là Mac hay là iOS nó đều chạy được. Nó không bị vỡ diện khi mình responsive lại. Đây ví dụ anh responsive lại. Anh responsive lại. Đấy thì cái giao diện nó sẽ co lại theo cái khung trắng đấy. Cái khung trắng ấy nó cũng sẽ co lại theo đấy, mình sẽ làm như thế, mình sẽ làm giống như thằng Facebook này. Thì cái đoạn đấy là cái đoạn mình kết hợp giữa Bootstrap và thằng Matcat của thằng Angular Material. Đây
Bây giờ anh sẽ vẽ thêm x mở rộng ra nhé, x class bằng container, x class bằng row, x class bằng style. Mình sẽ có một cái mask khác đây, mask khác style margin không. Rồi anh cảm thấy comment nghe đây nè, anh em xem nó giao diện nó thay đổi như nào nhé. Rồi xài đây, sao cái khung trắng này bé tẹo nhỉ. Xem này code xem sai. À, thiếu code em ơi. Class code 12. Chỗ này class code. Code 12. Rồi, style margin top 20 pixels. Style margin ok. Đấy, thì nó sẽ được một cái khung trắng như kiểu thằng Facebook như này. Đấy, khi mà report ship lại nó cũng sẽ report ship theo. Thường mình sẽ biết như này, nó sẽ không bị vỡ giao diện này. Đấy, mình sẽ thiết kế giống giao diện của là Facebook. Đó, sau đó mình sẽ... Mà đúng không anh? Sao đấy? Bạn là mình để cái khoảng cách như thế, nếu nó co vào là vừa đúng không anh? Không biết là mình... Hai cái đầu... Em có hiểu là em có hiểu cái nghĩa của từ Ribbon Chip không? Ribbon Chip có nghĩa là em co giãn nó thì nó cũng sẽ co giãn theo. Em hiểu? Đấy, thì nó có thể là chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, ví dụ như là cái màn hình của thằng di động ấy, nó chỉ bé tí cái xíu này thôi. Đấy, còn nếu mà em không report ship thì nó sẽ bị vỡ giao diện. Thì có thể trên hình màn hình máy tính em nhìn bình thường, nhưng mà xuống màn hình màn hình ở di động nó lại khác. Đấy, thì khi mà em deploy server em mới trải nghiệm được cái việc mà em dùng trên di động nó bị tệ như nào. Đấy, thì tại sao mình học deploy server là bởi vì là mình học deploy thì mình mới biết được là cái giao diện mà dùng trên di động và trên máy tính nó khác hoàn toàn nhau. Mình sẽ phải làm sao để cho nó phù hợp với cả hai giao diện. Đấy, bây giờ mình tiếp tục mình vẽ nha. Rồi bây giờ mình đến đâu à? Bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ thôi. Bây giờ anh đưa lại cái này vào trong này, mình cắt đi đã. Đấy, thì mình muốn lấy code của thằng Angular Material thì mình sẽ phải lên trang đấy mình lấy thôi. Rồi, thì bao giờ cái form đông gì đấy thì nó cũng phải tạo qua một cái thẻ form. Bao giờ có một cái thẻ form như này. Bây giờ anh đặt một cái class vào ảnh CSS này. Anh cho nó class là tên, đặt tên cho class nó là form reader đi. Đấy, để anh CSS này. Rồi, có một cái liên quan đến ng form để mà mình validate. Thì phương pháp nó là đặt s thăng s bằng ng form. Ng form. Đấy. Và ngoài ra nó có một cái ng submit. Ng submit này để gì? Ng submit này để gọi đến cái hàm mà mình khai báo ở dưới TS. Thì f.form, cú pháp là f.form.valid. Thì submit này thiếu di viện này. Chấm valid. Rồi. Bây giờ mình cứ để một cái thằng ng submit ở đây. Lát nữa mình sẽ khai báo ở dưới TS. Đồ validate.
này lỗi nhỉ. Submit đúng không? Cho nó ra sau. Thăng yes. Thiếu thư viện gì à? Để xem có thiếu thư viện gì à? Quay Amurun. Amurun. Amurun đây. Browser module này. Nhà thiếu form module. Thiếu thư viện là form module. Liên quan đến thằng form phải có form module ở đây. Form module. Rồi. Bây giờ anh quay lên. Quay lại xem có bị lỗi được không. Rồi thôi, hết lỗi rồi. Rồi anh em nhớ cái thư viện ng submit thì có liên quan đến form module nhá. Xem lại video anh nhớ. Rồi tiếp tục này, bây giờ mình tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ vẽ giao diện. Thì đầu tiên đấy, mình sẽ có một cái starter để thông báo. Đây, ví dụ là cái starter đấy thường thì sẽ đặt trong một cái mask error. Mask error. My root nó sẽ hiện ra một cái thông báo màu đỏ. Đấy thì hay viết là hiện ra một cái thông báo. Rồi anh đặt class. Class là cái màu nền của cái my root này. Ví dụ là mình viết là alert. Alert primary. Primary có nghĩa là màu xanh của bootstrap ấy. Thì mình có thể là đổi là success hoặc primary. Màu cơ bản của bootstrap. Primary nó là màu xanh nước biển. Đấy, mình đặt là primary chẳng hạn. Thì anh sẽ binding một cái biến starter ở đây. Đấy, cơ chế binding là gì? Cơ chế binding là nó có thể là truyền dữ liệu giữa TS lên template. Đấy, cái biến starter này đang hiện tại gọi là ở trên template. Thì mình muốn binding xuống TS này hạn. Thì cái TS ở đây chính là tag clip. Thì mình sẽ binding được từ đây lên đây. Thì nó cú pháp của nó sẽ thông qua cái cặp vòng nhọn này, hai cái vòng nhọn này. Đấy, thì ví dụ như anh khai báo một biến starter ở thế này. Starter bằng là body fill in the form to register hả? Đấy. Chụp lại. Thì nó sẽ binding được lên trên này. Đấy bây giờ anh chạy giao diện thử nhá. Xem nó như nào. Đấy thì nó sẽ binding được một cái biến ở dưới TS lên có chữ là body fill in the form to register. Còn cái màu nền primary này chính là cái class mà anh viết ra đó. Alert primary đấy. Đấy, màu xanh nước biển. Thì có thể đổi lại success chẳng hạn. Success thì nó sẽ là màu xanh lá cây. Đây là màu cơ bản của chat không? Đấy, thì nó đổi thành màu xanh này. Để primary đẹp hơn. Đấy. Thì cơ chế binding nhá. Đây gọi là cơ chế binding của Angular này. Thông qua cặp ngoặc nhọn này, nó sẽ binding một biến xuống tag clip này. Thì đến tag clip mình khai báo ở dưới này thì nó sẽ binding được lên trên HTML. Sẽ binding được lên. Bây giờ anh CSS lại cho nó căn chỉnh lại nhé. Anh CSS bằng cách là chấm. Mình vừa đặt là form editor đúng không? Form editor. Bây giờ anh cho căn vào giữa thì sẽ là tagline center. Tagline center thì căn vào giữa này. Đấy thì nó sẽ căn vào giữa này. Đấy. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của mình sẽ là để điền các trường vào đây đúng không? Bao gồm có name này, email và password và mình sẽ phải đi validate nó. Đấy thì bây giờ mình sẽ lấy cái thằng mask form field của thằng Angular Material. Đấy thì bây giờ anh sẽ lấy cái thằng vừa lấy nhá. Thì anh em sẽ chính là quay lại cái thằng Material mình lấy thôi, lấy code thôi. Đây.
Đây chính là lấy thức lấy cốt của thằng này đúng không? Đây chính là thằng này. Đấy. Bây giờ mình sẽ điền vào đây. Tiếp tục mình sẽ viết vào đây đúng không? Hiện ra một thằng nha. Đấy, bắt đầu bây giờ mình sẽ căn chỉnh lại một tí đúng không? Bây giờ thằng mắt 2 này bỏ đi. Bây giờ cho nó độ rộng, nó rộng ra một tí thì cho cái độ width nó dài ra đúng không? Width thông qua style, mask fill style. Xong như vậy nhỉ? Treo à? Như vậy này. Bình thường cái style nó phải nhắc lệnh. Style width nó không nhắc lệnh tí nào luôn. Nhưng mà trong nào còn sắp mít nó đỏ là không không phải vấn đề gì đâu đúng không? Không sao, tí nữa mình sẽ biết với cái hàm NV submit ở dưới tay clip. Nhưng mà anh đang thấy nó không được. Không bị nhắc, nó không nhắc lệnh tại sao? Với Tom thì anh ngâm lỗi gì đấy. Anh tắt đi vào lại. Không nhắc lệnh thì khó khó cốt lắm. Anh đang xem hình đơ. Thì ở đây nó có cái append này nó có hai cái, một cái là outline và một cái là fill. Thì giao diện nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là thằng này, đây là cái fill này. Đấy. Fill nó như này, còn outline nó là dạng này. Để chút anh vừa chạy lại cho nó chạy lại. Vừa làm vừa quay nên là nó đơ. Rồi ngoài rồi anh nói tiếp nhé. Ngoài ra thì nó còn có một cái thằng liên quan đến thằng icon, thì mình search là icon material, icon material full hả, thì nó sẽ ra một cái trang icon của thằng Google. Đây full Google này, search material icon này, thì mình chỉ việc là lấy cái icon của thằng material của thằng Google ấy, mình paste vào là nó sẽ thành icon đâu. Này, một số cái icon của thằng Google này. Đấy, ví dụ như là muốn lấy cái favorite này thì mình chỉ việc kích vào thôi. Mình làm cái đường dẫn là xong đúng không ạ?
trên thằng mắt trên thằng Angular Material ấy, thì mình chỉ cần lấy một cái favorite này thôi, mình copy một cái favorite này thôi. À vâng. Đấy, copy một cái favorite này mình đưa vào cái thằng Mannequin. Thằng Angular Material này nó có một thằng gọi là thằng Mannequin đây này. Đấy, à. Thì em chỉ việc thay cái chỗ này. Đấy, thì nó không cần mình hướng dẫn. Không, thì em chỉ cần thay mỗi cái favorite vào đây thì nó sẽ trở thành cái Mannequin của thằng Material. Vâng. Đấy, lát nữa giao diện nó chạy xong thì em nhìn đấy. Thì tất cả những cái giao diện này đều được thằng Google đang phát triển mà, nên là nó được thế giới nó đang ưa chuộng ấy. Thế kể cả là video hay là clip nó cũng giống như ngày ảnh hướng dẫn của nó cũng giống như kiểu là cần này. Video clip là như nào ấy? Tại anh lấy cái thằng anh lấy cái ai chuẩn trên Material là nó có sẵn á, nó tích hợp luôn. Còn không phải của nó thì anh phải dẫn đường link vô chứ. Video thì em phải có một cái thẻ video riêng. Vâng vâng. Em phải dùng cái thẻ video thì phải học thêm về HTML nhiều vào. Vâng. HTML phải chủ yếu em phải tự học đi chứ còn anh phải ngồi hướng dẫn em HTML được. Vâng. Học thêm các thẻ HTML vào tìm vọc HTML mà đọc. Thì có visual có webtorm rồi thì em chỉ việc cứ copy code vào nó chạy thôi mà. Vâng. Copy code vào file HTML nó chạy thôi mà. Và đấy mà test. Đấy ví dụ như anh vừa thay đổi cái favorite đúng không? Thì nó sẽ thành cái trái tim ạ. Mắt icon nó hiện đây là trái tim rồi. Thấy chưa? Ừ. Đấy. Thì bây giờ cái đoạn vừa đối với anh để là fill này. Bây giờ anh để là outline cho đẹp. Outline nhìn thấy nó hợp lý hơn. Outline thì nó sẽ bọc một cái ngoài. Đấy, như này. Đi qua ship lại. Đấy, thì nó vẫn vừa bên giao diện di động đúng không? Thì mình có thể đổi màu sắc đi cho đẹp. Cái màu này màu đen. Thì màu sắc của nó ở đoạn này sẽ có phần color accent. Nó có một cái màu sắc đặc trưng của thằng Material accent primary UI. Thì mình chọn accent. Đấy, quay lại diện thì nó sẽ đổi màu đi này. Đấy, nó sẽ là màu hồng này. Rồi bây giờ mình sẽ viết trực tiếp xuống, bây giờ phải binding 2 chiều. Binding 2 chiều mới binding được dữ liệu. Và ngoài ra mình còn validate nữa. Đấy thì mình thường là anh sẽ viết một cái form ở dưới này. Form kiểu any ở dưới tag grid. Anh sẽ khai báo một cái form any. Để anh chuyển dữ liệu lên trên này. Thì mình quay lại tag grid. Mình sẽ khai báo một cái form. Form 2 chấm kiểu any, tức là kiểu gì cũng được. Form any bằng kiểu JSON. JSON đóng trong cái vòng nhọn như này. Đấy, xong đó anh sẽ truyền dữ liệu vào trong JSON này. Rồi bây giờ anh sẽ chỗ này còn thiếu cái gì không? À, còn cái mask suffix nhá, mask suffix và mask prefix, nó có cái mask prefix nữa. Mask prefix thì nó sẽ đẩy lên đầu này. Nó sẽ đẩy cái trái tim lên đầu này. Đấy. Còn mask suffix thì nó để đằng sau. Thì nó ở phía sau. Rồi. Thì bây giờ cái trường đầu tiên của cái thằng form editor, cái thằng này là lame đúng không? Nó không phải trường này. Bây giờ mình sẽ đổi tên đi. Mát đại phút và là siêu đờ. Cái này là lame. Thì mát label của nó là lame chứ không phải là form field này nữa. Đổi tên nó là lame. Hai chấm. Đấy, lên. Rồi. Bây giờ mình muốn validate thì mình sẽ phải mở rộng ra nhá. Thì bắt đầu nó sẽ là từ main input này, tất cả những việc mà binding dữ liệu hay là binding hai chiều thì nó sẽ hoặc là validate sẽ đều xuất phát từ input. Input chính là cái ô nhập vào. Thẻ input chính là cái thẻ nhập vào này. Đấy. Thì bắt đầu mình sẽ viết nha. Thì bắt đầu cũng có một cái trường là lame, bắt đầu có thuộc tính lame bằng lame thôi. Cái này là lame bằng lame. Ngoài ra mình sẽ có liên quan đến binding hai chiều thì nó là binding hai chiều, dữ liệu hai chiều thì nó là ng model. Angular nó là ng model đặt trong cái này. Đấy, mình sẽ gọi đến cái thằng form kia.
thằng form ở dưới tag grid và mình chấm cái trường này trường lên, mình sẽ chấm lên đây, mình sẽ binding dữ liệu lên đấy, nó sẽ binding dữ liệu, ví dụ dữ liệu nhập từ đây từ HTML nó sẽ binding dữ liệu xuống tag grid và từ tag grid sẽ truyền xuống backend, đấy là gọi là binding hai chiều đấy. Ngoài ra mình sẽ thêm một cái biến thăng lên bằng ng model để mình validate này, bằng ng model cái này để validate này đấy. Thì mình thêm một cái require thì nó sẽ hiện ra là khi mình click chuột ra ngoài nó sẽ báo đỏ luôn đấy. Ngoài ra thì nó có min length là cái độ dài tối thiểu mình validate ở dưới backend là 3 thì vậy, thì mình đặt là 3, max length là 50 thì vậy, theo cái bài của mình max length 50 đấy. Thì mình muốn bắt được validate của thằng ng model này thì mình sẽ thêm mask error vào. À, ví dụ ở dưới này mình sẽ bắt match này, mình sẽ lấy cái biến lên kia lên mình khai báo kia, à phải qua có lgif nhé, cái này nó như kiểu mạch đại if của mình ấy, thì lgif ở trên html của thằng Angular này nó như kiểu mạch đại if ấy, nếu mà if nếu mà lên chấm hay error đây trường hợp require đấy, require thì nó sẽ hiện ra là cái giờ lên y đi qua lên đang để trống, nó hiện bắt được trường hợp này. Còn nếu mà trường hợp mà min nè, mình sẽ là sao lgif, nếu mà sao lgif lên chấm hero min nè min n th đấy, thì mình sẽ hiện là giờ lên must more than này, một dàn hai character lớn hơn hai ký tự đúng không? Đây bây giờ anh quay lại giao diện nhá, xong bắt được validate không nhá? Đấy thì cái require này mình ấn chuột ra ngoài nó báo đỏ này đấy, và tương đương nó hiện ra cái dòng này select y require thì nó bắt được cái dòng này này đấy. Ví dụ anh comment lại thì nó chỉ bắt được cái báo đỏ thôi. Cái báo đỏ đấy là do cái require này, cái require này báo đỏ này. Đây quay lại giao diện nhá. Đây comment cái dòng username gì require này đúng không? Đấy thì ấn chuột ra ngoài nó vẫn báo đỏ. Nhưng mà nó sẽ không có cái dòng username require. Đây, cái username require là do cái dòng này. Đấy thì nó sẽ bắt được cái trường hợp mà nếu mà để trống thì báo đỏ. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là mình gõ vào ít ký tự đúng không? Đây bắt này, bây giờ mình gõ vào hai ký tự thôi đấy, thì là nó hiện ra dòng thứ hai, bắt được cái error thứ hai là do lên mất more than hai character, tức là mình phải ba character trở lên thì mới hợp lý đấy. Thì bắt được validate là nếu mình gõ ba ký tự trở lên là được đấy, được chưa? Đấy thì các trường khác bắt đầu mình sẽ làm cũng tương tự thôi. Rồi, đây anh comment này. Đây là trường lên đúng không? Thì comment ở trên HTML nó cú pháp của nó là một đoạn này xong rồi chấm than này xong như này này, đây là chấm lên ha, cái tóm lại là như này cú pháp comment của nó đấy. Rồi bây giờ anh sẽ thêm chấm username nữa đúng không, username ở đây. Lên thì cũng giống như lên thôi, thì nó chỉ khác là đoạn này mình sẽ thay ra usulin form chấm usulin và có lại là usulin rồi usulin ở đây này. Mình có thể thay cái mask icon đi, mask icon này cho khác đi. Mình search ở đây là account rồi. Account 3P. Mình chỉ cần copy cái 3P này đó. Copy xong rồi vứt đi, vứt vào chỗ này là được. Đây 3P vào đây. Đấy thì nó đổi này, đổi từ mask icon này.
hai cái này đang song song nhau thì nó xấu đúng không? Mình phải BR nó xuống. BR thì nó xuống dòng đúng không? Đẩy nó xuống dòng. Đấy. Thì cái này không phải lên mà nó xuống lên. Palacio de la Usule. Đấy, cũng validate được đúng không? Rồi, bây giờ có thêm một trường email. Thì thằng email nó khác, khác bọn này một tí. Thằng email thì nó phải là có cái trường hợp mà nhập sai định dạng của thằng email thì nó không thể là validate trực tiếp ở trên HTML được. Nó phải validate thông qua thằng ng form. Đấy, thì mình sẽ khai báo khác đi một tí. Thì mình sẽ phải có khai báo ở dưới TS một cái validate trực tiếp ở dưới tag grid. Đấy, thằng riêng ngày email thì mình sẽ khai báo trực tiếp ở dưới này. Đấy, ví dụ như anh khai báo là email form control. Form control bằng new form control, nó sẽ validate trực tiếp qua form control của Angular. Đấy, cú pháp nó viết sẽ như này và mở ngoặc vuông. Đấy, trong này sẽ có những cái validator. Validator đây, validator và chấm chấm đi qua thì nó cũng sẽ bắt được trường hợp để chống này. Ngoài ra thì nó có thể bắt được định dạng của thằng email bằng cách là chấm trực tiếp email ở đây. Đấy. Thì trên này mình sẽ khai báo này. Trên này mình cũng vẫn là dùng map for field thôi. Rồi mình sẽ vẫn là dùng map for field để làm thôi, nhưng mà nó sẽ khác một xíu. Vẫn là mask form field này, mask form field style 350 click append outline. Rồi bây giờ mình mask label của nó sẽ không phải là username nữa, mask label là email. Rồi, cũng qua input. Input của nó sẽ là lên bằng email. Lên bằng email. Đấy. Và sẽ cũng có ng model để binding dữ liệu hai chiều. Ng model form chấm email. Rồi, cũng có thằng chỗ này mình sẽ không dùng thằng nữa mà mình validate trực tiếp qua thằng type grid rồi. Thì đoạn này mình sẽ chuyển thẳng xuống bằng cách là dùng form control. Nó có một cái thuộc tính form control. Form control này. Đấy. Thì mình sẽ gọi trực tiếp đến cái thằng type grid. Bắt trực tiếp type grid lên. Đây nó yêu cầu là add dữ liệu này. Add thư viện này. Thì mình ấn add enter để add thư viện. Import số. Đấy nó sẽ import một cái thư viện xuống add module này. Bây giờ mình sẽ chuyển cái thằng email form control lên. Rồi, cũng có require để ấn chuột ra ngoài để báo đỏ đúng không? Require. Rồi. Bây giờ mình có một cái thằng mask icon đúng không? Mask icon. Follow. Asean. Mask icon. Thì cái thằng mask icon của thằng email thì nó tên là email luôn. Email. Quay lại sao diễn xong đúng không? Sao bị lỗi gì rồi? Mask form field này, mask label này. Sao bị lỗi nhỉ? Anh dưới đó lỗi đúng không? Tại số 27 á. Dòng 27 á? Vâng. Nó sẽ fix lớn hơn email rồi. Sao nhỉ? Nó có đâu lớn hơn không anh? Nó liên quan rồi em, đúng mà. Thôi nhỉ. Không phát có gì sai đâu.
Nó đang bị say cái gì nhỉ? Để xem nào. Form ng model này, form.email này, form control này. Quay chưa thấy sai rồi à, thiếu man input em chưa smart input, thằng ông là bao giờ material bao giờ có man input này, quay lại xem, đúng rồi thiếu man input em rồi. Bây giờ mình bây giờ cái này xuống cho nó cân đối đây rồi. Và bây giờ nó mới bắt được cái trường hợp mà ấn ra ngoài thì là báo đỏ thôi, nhưng mà mình phải validate cái thực trường hợp mà nhập MI sai định dạng đấy, mình phải validate cái trường hợp đấy thì cái đấy nó thông qua cái email control này bắt được thôi. Bây giờ mình sẽ bắt mask error đầu tiên là logif bao giờ cũng viết ở trong thẻ mở nhé, trong thẻ đầu tiên nhé, logif bao giờ cũng viết trong này sao bằng cái if này mi farm control này chấm hero chờ thứ nhất là require đúng không, là the email require rồi, thì trường hợp thứ hai là sai định dạng đúng không, mask hero sao bằng cái if mi farm control chấm hero thì nó là email thôi, the email is valid for this child, ví dụ như là chúng con push là dòng gmail đúng không. Rồi, ví dụ rồi quay lại mình xem nó bắt được chờ đấy không nhá, nhất là để chống này đấy thì lên mai y quay đúng rồi đúng không, bây giờ nhập sai định dạng đúng không, nhập sai định dạng thì nó sẽ hiện ra một dòng như này rồi anh em cầm gmail thì là đúng định dạng ok đấy, như vậy là ok nhá, bắt được trường hợp validate của email này. Còn thằng password thì sao, password thì sao, thì mình sẽ lên giao diện của thằng material nó xem nó có thằng password nào không đó. Đấy, ví dụ như là mình tìm xem đây enter do password này, mình xem code nó như nào. Đấy, mình sẽ lấy cái thằng đầu tiên đúng không, lấy thằng đầu tiên thì bao giờ nó bắt đầu từ thẻ mở mắt không thiêu xong đến thẻ đóng mắt không thiêu đúng không, thì lưu ý là ví dụ như là nó có ba cái file HTML này, TS này và CSS thì mình có thể làm ở trong cái TS ấy, của nó ấy, có một cái biến yêu cầu biến là như nào thì mình sẽ phải khai báo hệt như thế. Đấy, ví dụ như là TS ở đây nó có biến cái hai bằng chu rồi, mình sẽ phải lấy hệt cái biến hai bằng chu ở dưới TS của mình. Đây, ví dụ anh copy cái thằng password này, này đúng không? Ctrl C, anh copy nó nhé, Ctrl V vào đây. Đấy thì nó hai đang báo đỏ đúng không? Hai báo đỏ thì nó yêu cầu là phải khai báo một cái biến. Đấy thì mình lưu ý là cái đoạn đấy là có một cái biến ở bên này hai bằng chu. Đối với những cái trường hợp nào mà có cái biến ở bên TS thì mình sẽ phải làm như thế. Còn không có thì thôi. Có hai bằng chu thì mình sẽ phải khai báo hai bằng chu ở bên TS của mình. Đấy thì mình sẽ cũng phải khai báo ở dưới TS của mình như nó. TS đấy thì mình sẽ khai báo như hai bằng chu ở đây. Đấy thì nó sẽ hết lỗi này, hết lỗi đỏ này. Đấy. Mình quay lại giao diện đấy thì mình sẽ lấy được một cái password như này. Bây giờ mình sẽ phải căn chỉnh lại cho đẹp đúng không? Cho video xuống. Đây là ngoài ra mình sẽ cho to làm tí này. Cái này là outline này. Style. Width 350px. Của man icon này follow này, follow là sen này, có thể giao diện xem nhau đấy. Bây giờ mình cũng phải validate đúng không, validate chưa có validate gì cả, mình sẽ phải validate thì bắt đầu từ man input thôi, man input sẽ có lên
bằng password. Đây bằng password này. Và có ng model. Ng model sẽ bằng form chấm password. Vậy là cũng có thăng thăng password bằng ng model. Ng model. Và mình cũng sẽ có một cái require đây để bắt con chuột này. Rồi. Mình sẽ bắt những trường hợp mass error sao là gợi ít password.error require password.error và bắt trường hợp minen, mình thiếu minen ở trên này. Minen của bác quốc anh đang để là 6 như vậy. 6. Và cái trường hợp minen này thì nhập vào quá thì nó sẽ không cho nhập, chứ nó không thể bắt được cái validate như là kiểu thằng minen được. Ví dụ anh để là 10 anh test đấy, 10 đấy. Trường hợp mass error thứ hai nó là lif minen đó, là is password chấm errors nè nhé, errors password more than 5 character, phải lớn hơn 5 character đó. Đây mình quay lại xem bắt được, đó là bắt được ai đấy đâu. Đấy, password để chống đúng không? Bây giờ nhập vào 1, 2, 3, 4, 5 thì ta phải lớn hơn 5 ký tự này. Nhập vào 6 thì là ok này. Rồi anh nhập thêm lên đến 10 em được không? 6, 7, 8, 9. Đấy thì nó sẽ không cho nhập nữa. Thì cái đoạn mắc len đấy là chặn, nó sẽ chặn mà không cho nhập nữa. Nó chỉ cho nhập 10 ký tự thôi. Thì mình đang đặt cái đoạn này là 100 như vậy. Dưới backend anh đang đặt là 100. Thì chỗ này mắc len là 100. Đấy. Ừ. Ngoài ra thì cái form này sẽ phải có một cái bút tông. Đấy, thì cái bút tông mình có thể lấy bút tông của thằng lấy bút tông của thằng Master cũng được, nhưng mà anh có một cái bút tông nhìn nó đẹp đẹp hơn. Bút tông đấy nó có thể hover chuột vào được bút tông liên quan đến mask bút tông follow là thằng Asen class mass bottom toggle group rất là trong này btn. Đây thì nó có cái đoạn là btl online, ví dụ như là mình để success thì hover chuột vào thì nó đổi thành màu xanh lá cây. Ví dụ anh đặt tên là Peter chẳng hạn, có lẽ nó hiện nhé. Đấy thì mình hover chuột vào thì nó đổi thành success này, màu của success này. Đấy. Nó có đoạn hover. Anh cho BR này xuống. BR xuống này. Ví dụ anh đổi cái đây này thành primary chẳng hạn thì nó sẽ là thành xanh nước biển. Primary. Đấy, thì xanh nước biển này. Đấy. Ngoài ra mình có thể thêm cái mask icon vào cho nó đẹp. Thì mình có thể thêm mask icon trực tiếp vào đây. Mình thêm mask icon ở dưới này. Đó là xuống. Mask icon. Follow. Asset. Mask click. Và mình nên xem có cái icon nào liên quan đến cưới mình cho vào đâu. Cưới mình cho thằng này, cho này copy thằng này lại không cho vào đây rồi. Đấy.
đấy thì nó hiện ra đây. Đấy, thế là hợp lý. Giao diện cái của thằng Material nhìn nó rất là vào mắt, màu sắc nó cũng dịu. Đấy. Ok, bây giờ nhiệm vụ của mình đây mới bắt đầu, mình mới thiết kế được trên giao diện thôi, và đến trên giao diện thôi. Nhiệm vụ của mình là phải bắt API để tạo được dữ liệu đã, thì phải viết thêm nữa. Đây mới là mình mới vẽ được cái giao diện thôi. Đấy thì bây giờ mình sẽ phải triển khai hàm submit này ở dưới tay clip này. Cái ng submit này là của toàn form, thì cái hàm này sẽ xử lý đoạn mà kết nối với cả API. Mình sẽ triển khai cái ng submit ở thế này, ng submit. Rồi bây giờ mình sẽ triển khai bằng cách là mình sẽ phải gọi API từ đây. Thì ngoài ra mình sẽ có cái các trường hợp mà validate liên quan đến mà sự trùng lặp user và email nữa. Đấy thì mình phải bắt được hai cái trường hợp ở đấy nữa. Hai trường hợp đấy mình sẽ thông báo qua cái biến status này. Thì mỗi một lần một cái cây data nó trả về như nào ấy, thì mình sẽ biến đổi status đấy đi thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải bắt được hai cái cây đấy. Ví dụ như là mình test anh test Postman nhá. Mình test setup. Setup nha. Còn cái tay cũ nhỉ, không còn này. Viết lại lên. Ví dụ như Uslem chỉ còn hút 1 là tồn tại rồi đúng không? Email chỉ còn hút 1 a cầm gmail chấm cô em rồi. Đấy, ví dụ anh click lại nhé, anh xem lại này, thì cái này nó trả ra một cái cây là user. Thì ở trên con em mình cũng sẽ phải bắt được cái data như này để mình so sánh. Đấy, mình sẽ khai báo một cái biến như thế này. Nhưng mà kiểu JSON của thằng TypeScript nó khác với JSON của thằng Java. Cho nên là mình sẽ phải có một cái đoạn là mình sẽ phải chỉnh nó đi để cho nó kiểu JSON nó giống nhau. Đấy, bây giờ mình sẽ khai báo một cái biến. Ví dụ anh khai báo sẽ biến là e-root1 any bằng như này. Mình cũng sẽ có message là low user. Đấy, thì kiểu JSON của thằng TypeScript nó chỉ viết được như này thôi. Nó không thể viết được biểu diễn được về dạng ngoặc kép như này được. Đấy, ví dụ anh viết ngoặc kép vào nó sẽ báo lỗi ngay. Nó sẽ không có kiểu này. Nó không có kiểu như thằng Java như này. Đấy, thế mình phải buộc phải viết như này, sau đó mình sẽ phải convert sang cái kiểu của thằng Java. Có vớt nó về cùng kiểu đấy. Thì mình bắt trường hợp lỗi thứ hai nhé, là error 2 kiểu any bằng. Đây là một cách mà mình bắt validate trực tiếp ở dưới front end với back end ấy. Messager low email, đấy chính là cái trường hợp data trả về của trường hợp thứ hai. Thì API nó trả về auto này, nó trả về đoạn này này, low user và low email. Nếu mà rơi vào cây này nó sẽ trả ra data như thế này, còn rơi vào cây success thì nó trả về data như này. Được, mình chỉ bắt 3 trường hợp thôi, thì thêm một trường hợp success nữa. Success message yes đấy, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ phải khai báo API ở đâu, khai báo speed ở đâu, thì nó cũng giống như kiểu là thằng controller của thằng Java thôi. Controller Java nó muốn gọi speed thì nó phải tiêm vào đúng không? Nó phải tiêm speed lên đây đúng không? Thì nó mới gọi được những cái hàm trong đấy đúng không? Thì thằng Angular nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó sẽ tiêm theo hoặc thông qua constructor. Đấy, tiêm thông qua đây. Ví dụ như là anh muốn gọi cái lớp speed này, anh muốn gọi lớp speed này lên đây, lên cái component này, thì anh phải tiêm nó lên đúng không? Nhưng mà nó không thể tiêm như cái UI kiểu Java như kia được, nó sẽ tiêm thông qua constructor như này. Còn đây biết mình khai báo là cái đầu thì mình viết thế nào cũng được, auth service chẳng hạn như này. Cái đầu là tiếng Việt, Java nhỉ, private nhưng khó khai báo Java nhỉ. Đúng rồi, private public nó cũng như Java. Vâng, thì đằng sau nó sẽ là kiểu, kiểu thì phải chuẩn là auth service đấy, kiểu chính là auth service này này, nó chính là lấy từ cái service này lên đấy. Đấy thì nó sẽ tiêm như này, nó không phải tiêm override như Java mà nó sẽ tiêm trực tiếp qua constructor.
đấy, muốn gọi thì phải tiêm ở đây. Đấy, được chưa? Sau khi tiêm ở đấy thì mình sẽ gọi qua NVSubmit này, mình sẽ xử lý qua NVSubmit này, tất cả sẽ xử lý qua NVSubmit này. Tại vì cái binding dữ liệu là sẽ thông qua NVSubmit để thông qua với cả thằng HTML này. Đấy thì nó sẽ thông qua NVSubmit ở đây, mình sẽ phải xử lý API qua đoạn này. Thì mình bắt đầu xử lý này. Thì đầu tiên là mình sẽ khởi tạo một cái đối tượng mới. À, thì muốn khởi tạo thì mình phải khai báo nó đã. Sign up kiểu là sign up form như này. Như vậy biết là sign up form cho đúng kiểu được nha. Đấy thì anh sẽ khởi tạo một cái đối tượng mới ở đây. Thì bắt đầu thông qua từ khóa zip sign up. À, anh có cái sign của khác không? Nó không phải là màu ngọn này đâu, nó phải màu ngọn đây này. Đấy, hàm cái viết hàm nó như thế, tít này chấm sign up form này. Đấy thì khởi tạo một đối tượng mới như kiểu khởi tạo đối tượng Java thôi, nó cũng thông qua từ khóa lưu sign up form khởi tạo đối tượng mới này. Đấy thì bây giờ anh sẽ truyền tất cả những dữ liệu từ thằng bên Angular xuống thôi. Thì thằng Angular khi mà nhập dữ liệu thì nó thông qua input và thông qua form chấm lên. Thì bây giờ anh sẽ thông qua cái form chấm lên này để giao tiếp với hai thằng luôn. Thì anh sẽ là zip.form.lên. Đấy, chuyển tất cả những cái biến ấy vào đây. zip.form.lên. zip.form.passwords.lên email trước. Email zip.form.passwords.lên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 .
các trường này nó sẽ được nó lấy từ cái constructor ra thôi, từ constructor của thằng xe form này đấy, nó lấy từ constructor này thôi. Cái constructor nó có bốn biến này, còn cái role này nó không không nằm trên này thì nó sẽ không có đấy, nó nằm trên này thì đầy đủ các biến thì nó sẽ hết lỗi đấy. Thì mình sẽ khởi tạo được một cái đối tượng mới này, xe form mới này đấy. Sau khi mình lấy dữ liệu này, mình khởi tạo đối tượng mới này thì mình sẽ phải liên kết với API đấy. Bây giờ mình sẽ phải hứng data từ API ra thì mình sẽ phải viết này, gọi service ra, git chấm apply service này thì mình sẽ gọi cái hàm sep ra đấy, xong mình truyền cái thằng sep form này vào thôi, mình truyền cái thằng nhập liệu từ trên xuống, truyền qua API thì sẽ truyền được xuống backend đúng không, truyền đến những sep form này thì nó sẽ truyền toàn bộ dữ liệu này truyền xuống backend đấy. Sau đó sẽ hứng data ra thì nó sẽ thông qua subscribe đấy, thì vừa nãy anh có nói về cái đường absorbable. Absorbable này nó là kiểu là hàng chờ ấy, như kiểu cái ga tàu ấy, em ngồi đấy em chờ thằng nào nó hứng dữ liệu subscribe ra thì nó sẽ lấy ra đấy. Thì khi mà mình ấn subscribe thì nó sẽ lấy data từ cái thằng absorbable ấy ra, subscribe ví dụ anh viết ở đây này, anh hứng nhầm cái data đấy, phương pháp của nó như này, hứng data và ngoặc nhọn enter xuống. Đấy, bây giờ mình sẽ điều kiện đi if đấy, bây giờ mình sẽ là đưa kiểu mà check lỗi JSON này chấm string. Cái cú pháp này là nó sẽ đưa cái cú pháp của thằng JSON kiểu TypeScript này về dạng JSON của thằng Java, nó đồng nhất hai cái thành một đấy. Ví dụ như là zip JSON của data, nếu mà data trở về mà bằng JSON chấm string của thằng JSON một đấy, nếu mà cây thứ nhất đúng không, thì mình sẽ biến đổi cái status đi đấy. Thì bây giờ sẽ là git status sẽ bằng cái khác đi, cái status lúc đầu nó là bằng cái này đúng không. Thì bây giờ mình sẽ đổi status đi, cái trường hợp này là user nó tồn tại rồi đúng không, thì mình sẽ phải hiện một cái thông báo gì lên là the user lên thì status poly chai chai ok đấy, tức là user đã tồn tại rồi đúng không. Thì cây thứ hai là user.string data, nếu mà nó là rơi vào cây thứ hai user.string
git.ero2 thì là email tồn tại rồi thôi. git.status bằng gmail bằng phải là string nhé, là bằng chuỗi gmail đi secret với cha. Ok rồi, rồi trường hợp cuối cùng nó là success thôi. User.stringy.data bằng user.stringy.git.success. Trường hợp này nó là create success. Git.status là bằng create user account success. Đấy. Còn bây giờ mình test nhé. Thì ở dưới data của anh mình đang có hai thằng user đấy, một thằng thứ nhất là chính con root và chính con root 1. Bây giờ anh sẽ tạo nhé, lên thì thế nào cũng được đúng không, quan trọng là hai thằng này anh để trùng đi, trùng mà trùng mềm và trùng mail đi đúng không, hiển nhiên anh để trống là nó sẽ không tạo được đâu nhé. Và anh return này đấy, thì bọn em thấy không, nó hiện ra nó bắt được cái username username existed này của Lichai đấy. Thì cách truy bước của thằng Angular là mình đặt con slope thôi. Ví dụ bọn em muốn đoạn nào nó bị bug ấy thì đặt con slope thôi. Ví dụ như đoạn này mình muốn xem thằng form kia nó đang truyền vào cái gì đúng không, mình sẽ lốc ở đoạn này ra. Thì bao giờ mình viết một cái string đằng trước là up sẽ form bằng cái gì đấy đúng không, sau đó mình đã phải phải git.save form thì mình sẽ lấy được cái save form nó có thông tin gì đấy. Ví dụ anh con số lúc này nhá, đấy feedback của thằng Angular nhá, là mình sẽ con số lúc và mình ấn F12, ấn phím F12 hoặc là ấn phải chuột đấy nhá, hoặc là ấn phải chuột chọn impact đấy, phím tắt nó là phím F12 và open dev tool này. Hoặc là trang web bình thường như là Google Chrome thì nó sẽ hiện ra luôn. Thì mình sẽ vào màn hình console log này. Đấy. Bây giờ ví dụ anh nhập lại nhá. Chính còn mút này. Chính còn mút này. Lại đây đi. Đấy nhá, anh bắt trường hợp này nhá. Ví dụ anh ấn repeater. Đấy thì nó sẽ ghi ra một cái console log cho anh. Đấy ví dụ như là save form ở đây đang truyền vào cái gì? Lên cái đường chính đúng không? Lên còn mút lên đây. Đấy. Nó truyền đến đây đúng không? Thì mình cũng feedback từng dòng như kiểu Java ấy. Java có thể là system out được đúng không? Thì là với thằng này thì mình console log từng dòng xem nó chết ở đâu. Ví dụ đến dòng này nó vẫn chạy được đúng không? Mình có thể log xuống tiếp theo là xem data nó trả về cái gì. Thì mình log ra. Log đến dòng tiếp theo xem nó có vào đây không ấy, đúng không? Ví dụ là data là cái gì đấy. Đấy, truyền đây là data. Đúng không? Thì mình xem data nó trả về cái gì. Đấy, thì bọn em thấy đó. Đầu tiên là size form của anh là cái nút ở trên nhá. Còn cái nút ở dưới nó vẫn chạy xuống dưới được đúng không? Thì nó bắt ra một cái data là message. Message trở về là low user. Đấy, thì nó bắt được cái cây thứ nhất là low user này. Đấy, nó bắt được cái data này. Data trở về low user. Đúng không? Thì bắt được cái data là trở về low user thì hiển nhiên là nó sẽ rơi vào cây thứ nhất if này. Đấy, nó sẽ rơi vào cây if này. Rồi bây giờ ví dụ nhà anh thay đổi cái user này đi đúng không? Thay user là 2 đúng không? 1 có lỗi. Đấy, bây giờ anh cho chúng email đi. Còn root. Còn email đó. Rồi. Vậy anh ấn editor sẽ nó bắt được trường hợp thứ hai không? Đấy, thì nó cũng bắt được trường hợp thứ hai đúng không? Đấy thì data của nó là no email và gmail exit policy again đúng không, thì nó sẽ bắt được cái ít thứ hai, bắt được cái ít thứ hai này đấy. Thì bây giờ mình thay toàn bộ đi xem nó có lý success không đúng không, bây giờ thay cái thứ hai thôi, thay đây.
Jupiter. Đấy, producer account success đúng không? Giờ mình sẽ check database xem có không. Đấy, có rồi, có dữ liệu rồi. Rồi anh em đã nắm được cái quy trình chưa? Có thấy hơi nhiều kiến thức không? Alo. Không lên được đây. Được rồi. Rồi, bây giờ ghép API với cả thanh thì nó cũng như vậy thôi em ạ. Thì đơn giản là mình chỉ thay cái API server vào đây thôi. Chẳng khác gì cả. API local chạy được thì API server nó chạy được, nhiều khi nó lỗi gọi là bất khả kháng, một cái lỗi gì đấy liên quan đến server thì mình phải thích thôi. Còn thường thì là cứ test local chạy được thì server sẽ chạy được thôi. Đấy thì server thì mình chỉ cần thay cái đường link này của Thành là xong thôi. Nó chẳng khác gì cả. Thay cái đường link localhost thành cái đường link mà API thế thôi. Đấy, ví dụ như là Thành gửi cho anh cái link vừa nãy là như nào nhỉ? Anh ra em gửi. Anh sẽ test pull men nhé. Anh test pull men từ xa nhé. Em xem có tạo database trên database của em nhé. Thế thì anh em nhớ là backend mình sẽ cần một cloud origin này. Còn bên frontend thì mình sẽ có cái service này. Phải tạo một cái service này. Sau service thì mình sẽ có HTTP client. Cái này là cái quan trọng để mà giao tiếp API. Và mình sẽ đặt một cái API vào đây. Đấy, mà mình sẽ gọi qua những cái phương thức là post, put, delete thôi. Và mình sẽ học là cách viết hàm dần dần, có thể là put nó sẽ viết kiểu khác và get sẽ viết kiểu khác. Mình sẽ học dần dần. Hôm nay mình học là post rồi. Em gửi lại cho anh API để anh test. Em gửi ở ấy rồi em ạ. Ở tin nhắn chat cho em ạ. Là cái game thứ hai em. Cái thành hớt đây đúng không? À, hưu cu chụp con em. Rồi, bây giờ anh thay cái con đen của em, à, mấy em của em vào nhá. Vâng. Đây thì anh chỉ việc thay cái API server ở đây thôi. Là nó là ghép hai cái vào nhau luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Xong đúng không? Vâng. Đấy, thì chỉ được thay như này thôi. Thì anh gọi lên là API server thôi. Vâng. Thì đầu tiên mình sẽ phải test pullman trước. Anh test pullman thì có dùng được không ạ? Cộng ra. Em deploy lên nha, em đã test dữ liệu chưa? Em đã fix dữ liệu chưa? Fix phần gần cho anh chưa? Không chưa anh ơi. Em quay em xem màn hình đi. Em xem màn hình anh dẫn. Em vào cái database online. Em đã kết nối cổng kết nối xuống MySQL của em chưa? Còn nhớ cái đoạn ghép cổng đấy. Có đúng cái database đấy không đây? Em check lại cái check lại cái database ở trên gì số đi, xem có đúng không? Check lại gì số ấy. À, gì số. Gì số ở đâu? Upload gì số ấy. Có nhớ file gì số nằm ở đâu không? Đây. Hình như cái bài này là bài cái này em vẫn đang để cấu hình local mà. Đâu phải cấu hình server đâu.
tại sao em lại đi bo lên, nhưng mà vấn đề là đi loay thành công đúng không? Vâng. Đi loay thành công mà lại không đẩy code của cấu hình server là sao này? Cái này nó nhận lúc đầu. Bây giờ em phải quay lại trong cái tài khoản Heroku em xem cái delay của nó là gì. À vâng. Em đẩy chưa đúng cách rồi. Đấy, em phải đẩy cái code của thằng cái cấu hình của thằng Heroku ấy. Sau đó em phải ghép nối database online xuống. À, em ghép rồi thì em mới đi vào chưa nhỉ? Em cứ xem cái app đấy là app nào đi. Có hai app kìa, anh chưa biết là app đây có thành thành hớt này rồi anh ạ. Thành hớt thì tích của đấy. Ấn vào đi xuống. Rồi bây giờ em quên nhầm, em ấn vào setting nhé. Setting. Đi xuống mình có rồi mà. Rồi em ấn vào review config bar. Review config bar. Đấy em xem cái đường link copy lại cái đường link ngay xuống Intel gì đi. Copy đi. Rồi copy đi. Từ từ từ, em mở cái thằng cấu hình deploy ra. Mở cái comment cái thằng trên, mở cái thằng dưới. Comment local mở server. Cẩn thận bị nhầm folder, nhầm git đấy, em phải nhớ được nó đúng là cái này không ấy. À, không biết không phải cái git này rồi anh ạ. À, không phải cái này. Được rồi, cứ đấy đi, tí đẩy git biết ngay mà, xem nó là có phải đúng cái link git kia không biết ngay mà. Quên ạ. Bây giờ em xem cái username của nó là gì đấy. Cái username kìa. Cái username, em nhớ cái username nó ở đâu không? Không phải cái đấy đâu. Username của nó ở trên kia kìa. Từ dấu 2, 2 dấu 2 sượt cho đến 2 chấm ấy. Nó là CACB đúng không? Vâng. Thì em xem dưới database của em có cái thằng nào CACB không? Chứ không phải là em tạo rồi không? Chưa hề có. Chưa có CACB ở đây. Rồi, vấn đề là chưa có CACB ở đây. Thì bây giờ thì nó là cái bài khác rồi. Bây giờ em cứ đẩy lại cái link này cho anh xem là cái link này là link nào. Rồi em chỉnh cho cấu hình em đẩy link này. À, em chỉnh lại cái username của thằng này đã. Chỉnh lại username password. Vâng. Chỉnh lại username password. Vâng. Anh hướng dẫn anh có quay video rồi, em phải thực hành lại nó chuẩn. Tuy nhiên password của nó đây đúng rồi. Không đúng. CACB password đúng chưa? Vừa em có rồi đúng không? Ở cái này em có trước rồi. Ờ rồi. Bây giờ em cứ để lên ghi đi. Em xem cái link ghi này là link này. Vâng. Ghi đá chấm không cần phải init nữa. Đẩy lần 2 mà. Fanta not a git repo. Cái này chưa được đẩy rồi. Cái git này chưa hề được đẩy. Cái dự án này chưa hề được đẩy lên. Thì cái dự án đấy nó đi bộ kia rồi nhá. Bây giờ em vào file đi. Vào chỗ open ở dưới chứ không phải open trên đâu, open dưới. Open recent ấy. Dưới chữ open ấy. Open recent ở dưới open. Đấy, em xem những cái dự án mà đã từng mở đấy. Em xem cái dự án nào là dự án đúng. Cứ mở một vài cái đi. À, mở cái gần nhất thôi. Anh nghĩ nó chỉ ở gần một, ở cái 2 thứ 2 hoặc thứ 3 thôi. Sao lại có cả ngu lờ ấy. Đấy chắc chỉ là cái thứ hai, anh nghĩ là cái thứ hai hoặc cái đầu tiên, cái thứ hai, anh nghĩ cái thứ hai đấy. Vâng. Cái này là cái gì đấy? Không, cái này là cái trong
cứ OpenGL đi, Angular thì không phải đâu. Nhưng Sao lại chắc là dùng, ba cũng cái dưới luôn. sao lại dùng Intel gì để mà Angular? Không phải cái này luôn. Không nhớ dự án nằm đâu. Sáu Thôi, em tự tìm, tự deploy lại đi, tự thực hành deploy lại đi. vâng vâng Thì nói chung là ghép API với thằng server nó cũng vậy thôi, chả khác gì. Ừ. Thì bây giờ anh lưu lại video.